Kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang xin chào cô chú, anh chị, các bạn. Hôm nay chỗ Mai Kiển của Thành Luân hay các bạn ở Cần Thơ có giới thiệu với cô chú, anh chị và các bạn 10 cây mai giáng thú nha các bạn. Cho cô chú, anh chị, các bạn xem theo dõi clip và sưu tầm ha. Giờ mời cô chú, anh chị, các bạn xem Thành Luân giới thiệu nha các bạn. Rồi, mời giới thiệu đi. Chào Luân em. Chào Luân. Chào anh chị các bạn. Nay em lên clip 10 cây chậu nhật đại lộc thành phẩm giáng thú anh chị. Cây quá trời đẹp. Thú hay gõ bỏ chân trước làm sao luôn anh chị. Hàng này hàng đại lộc F1 luôn anh chị. Thích hợp mua về chơi Tết làm giống luôn. Rồi, chơi số điện thoại em á. À, anh chị có nhớ giao lưu thì liên hệ số điện thoại là 07 0536 7086. Số này có Zalo không anh chị? Tên luôn, tên luôn. Lưng ha. Dạ, tên Lưng ạ. Rồi. Nó hoành luôn. Rồi hoành 15 luôn anh chị. Này cái số 1 này ngày 16 đó, tháng 2 nha chị. Chiều cao là 38 anh chị. Cây này mua về mình lấy bo chăm sóc cho Tết nha anh chị. Dạ, cây số 1 có giá là 2,5 triệu. Luôn lên mấy cây em? Dạ anh lên 10 cây, 5 cây đầu giá 2,5 triệu, 5 cây sau giá 3 triệu anh chị. Hàng đẹp luôn. Ship sao em? Dạ ship mà mình gửi đóng kiện bưu điện. Dạ. Có mấy cây ổ có là như thế nào? Có bao ship vậy ship? Dạ mua 2 cây thì em bao ship chọn gói cho anh chị luôn. Rồi xong. Đây, cây số 2. Số 2 ngày 16 tháng 2 nha cô chú anh chị các bạn. Cây giáng thú. Thấy rõ luôn. Chân trước chân sau luôn. Có đuôi luôn anh chị. Hoành 16 anh chị. Cao. Chỉ cao là 43 anh chị. Cây số 2 đồng giá 2,5 triệu luôn. Mua 2 cây trở lên bao ship. Lắm thì gỗ kiên cố nên anh chị không cần sợ anh chị. Số điện thoại. Dạ, số điện thoại em là 07 0536 7086. Lên cây tiếp theo. Đây. Đây đế bự tàn đều luôn. Cây giáng thú anh chị. Giống F1. Thích hợp về lấy bo về cho Tết luôn. Cây này hoành 18 anh chị. Hoành 18. Cao là 52. Cây này giống F1 thích hợp về lấy bo anh chị. Hàng này lọc là hàng đột biến cho nên có thì trên một nhánh nó trả về một số ít 5 cánh. Anh chị khỏi lo nha, chỉ cần chăm sóc tốt rồi năm sau vẫn ra đại lộc, anh chị đừng có sợ là nó ra 5 cánh luôn. Bây giờ hàng nó hàng đột biến anh chị. Làm giá thôi. 5 cây đầu là giá 2,5 triệu. Cây tiếp theo. Cây số 4. Cây số 4. Cây số 4 giáng thú. Đồng giá 5 cây đầu 2,5 triệu nha anh chị. Cây đẹp. Thích hợp mua về làm giống luôn. Đó, nó hoành luôn. Cây này hoành 18 anh chị.
cao là 35 anh chị. Rồi anh chị có nhảy giao lưu thì liên hệ số điện thoại là 07 0536 7086. Anh công hộp luôn ha. Dạ. Cây 2,5 triệu cuối cùng hả Lưng? Dạ. Cây này cây cuối cùng của gói lô 5 cây đồng giá 2,5 triệu anh chị. Ừ, bếp nè. Ồ, cây tàn tròn đều. Có bếp ha. Bếp thú nữa. Cây chữ mình giống luôn. Đây nè. Cây nụ quay độc nha anh chị. Cái này nụ nó mới hí 1-2 ngày anh chị. Cánh từ 36 cho tới 44 cánh. Này sung quá ha. Hàng lọc F1 có thể là có cái bông 55 cánh nha anh chị. Những cái hàng đó là hàng giống. Cái này nó giữ. Rồi, cây hoành 21 con anh chị. Chiều cao là 56 anh chị. Cây thích hợp mua về làm giống luôn. Cây này em thay chậu hết cho anh chị rồi, nên anh chị về không cần thay nữa, chỉ cần chăm sóc tưới phân bón rễ cho nó thôi. Cái gì liên hệ nếu mà không biết chăm sóc, cô chú anh chị em không biết chăm sóc thì liên hệ với bé Lưng nha. Số điện thoại là 07 0536 7086. Chị cứ nhớ vô lưu thì liên hệ em. Là lô 2 triệu như vậy nè, 5 cây. 5 cây đồng giá 3 triệu. Cái này đế cực đẹp nha. Đế thú quá trời, hình rõ. Cây thích hợp đồng giống chơi tết luôn. Cái này hoành 19 nha anh chị. Cao là 38 anh chị. Mấy cây này mới em thấy này nhỏ thôi, chứ do tết vô em con tàn lại cho nó bắn đọt ra cho tàn nó tròn nhiều anh chị. Vậy cần nuôi có 2 tháng sau là đầu tàn ra tròn đều bự lại rồi. Để bắt đầu là cây 3 triệu đầu tiên phải không em? Cây thứ 6 giá 3 triệu. Đoạn nào cũng tốt nè. Tốt, tốt mịch luôn á. Số 7 đồng giá 3 triệu luôn anh chị. Anh chị có nhảy vô lưu thì liên hệ em. Số 07 0536 7086. Số này có Zalo luôn nha anh chị. 2 cây bao ship hả em? Dạ 2 cây em bao ship toàn quốc. Đóng kiện gỗ kiên cố cho anh để ship tới anh chị luôn. Anh chị nha, ăn cây thanh toán tiền luôn. Giá thú đẹp. Ừ, thú đẹp quá. Lòng trên cái nụ trên này nha chị. Cây hoành 16 anh chị. Cao là 45 anh chị. Cây có nụ, nụ to anh chị. Cây giống thú đẹp. F1 hết ha các bạn. Hàng hết hợp với làm giống vậy chơi tết luôn anh chị. Lô 10 cây chữ nhật không nha các bạn. Chậu chữ nhật hết. Số 7. Số 8 cây số 8 8 rồi. Cây 8 cũng nhắn thú hay gõ hơn kìa. Cây to. Có đuôi sao nữa anh chị. Đuôi quấn sao nữa. Cây này hoành 18 nha anh chị.
chiều cao là 33 anh chị. Cây này tàn đưa ra theo dáng nằm, cây đẹp nha anh chị. Tựa như bay nhé. Kết hợp mùi đậm giống chi tết. Đây số 9. Cây đế đẹp, đế thú. Chảy rộng luôn anh chị. Cây đế quá khủng. Cây hoành 19 anh chị. Chiều cao là 32 anh chị. Điều chính giá 3 triệu. Chị có nhà ý giao lưu thì liên hệ em số 07 0536 7086. Số không có Zalo nha anh chị. Chị có ngầu giao lưu thì cứ liên hệ em. Xe hết hộp mua về làm giống chi tết luôn. Cây cuối clip cây số 10 luôn nha chị. Thôi về luôn. Về chưa? Cây thú đế khủng luôn. Ngoài thằng qua lên thai anh chị ăn có nơi nhìn lại cổ luôn. Cây quá đẹp. Đế thú thấy rõ. Cây từ cây số 1 tới cây số 5 là đồng giá 2 triệu rưỡi nha anh chị. Cây số 6 tới cây số 10 là đồng giá 3 triệu nha anh chị. Chị mua 2 cây lên em ship bao ship toàn quốc, đóng tiền gỗ kiên cố, nhận cây thanh toán tiền. Cây nếu mà trong quá trình chuyển đi tới nhận hàng mà có hư hại gì thì anh chị có liên hệ em, em cho cây hoàn về. Em có sợ nha anh chị. Cây này hoành 21 anh chị. Cao 40 anh chị. Cuối clip cũng mong anh chị giao lưu kiếm chút cháu chút tiền đi Vũ Hán du lịch nha anh chị. Này Vũ Hán quá trời đắt rồi. Dạ, số điện thoại anh chị giao lưu, số điện thoại là 07 0536 7086. Số điện thoại có Zalo nha anh chị. À, cuối cùng cũng kính mong chúc anh chị năm mới được nhiều điều bình an và sức khỏe. Ủng hộ Lân thường xuyên, Lân sẽ có clip sẽ up lên các cô chú anh chị các bạn nhớ ủng hộ. Lân nha chị, nhớ ủng hộ giùm em kiếm tiền đi Vũ Hán du lịch nha anh chị. Cảm ơn. Đây, mình cho các bạn của chú anh chị xem qua lô 10 cây mai đại lộc thành phẩm F1 nha các bạn. Vừa chơi vừa làm giống luôn ha. Có thể lấy bo ghép được của Thanh Luận là có 5 cây đầu là giá 2 triệu rưỡi và 5 cây sau là giá 3 triệu. Các bạn mua 2 cây bao ship luôn ha. Dán thú không nha các bạn. Cây đẹp sung nè các bạn. Còn bông còn nụ luôn nha các bạn. Vô chậu chủ nhật hết ha các bạn ha. Rồi xin cảm ơn cô chú, cô chị và các bạn đã ủng hộ kênh cũng như ủng hộ Thanh Luân. Cô chú anh chị các bạn hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để tiếp tục xem những cái báo giá về phôi mai cũng như hoa kiển của kênh nha các bạn. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.